ngày 4 tháng 6, đồng chí Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố chủ trì hội nghị ban chấp hành đảng bộ thành phố nghe và cho ý kiến về dự án đường Trần Hưng Đạo kéo dài đấu nối với tuyến tránh phía nam thành phố Uông Bí. Đây là công trình giao thông thuộc dự án nhóm B, chủ đầu tư là ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí. Công trình có điểm đầu tại ngã 7 nút giao đường sắt và điểm cuối được đấu nối với tuyến tránh phía nam thành phố có tổng chiều dài 1,8 km trên địa bàn phường Yên Thanh. Công trình được chia làm hai đoạn tuyến, đoạn 1 gồm 0,2 km từ nút giao cắt với đường sắt đến nút giao quốc lộ 18. Đoạn 2 từ nút giao quốc lộ 18 đến tuyến tránh phía nam thành phố. Tuyến đường được nâng cấp theo tiêu chuẩn đô thị. Tại nút giao với quốc lộ 18 sẽ thiết kế nút giao cùng mức vòng xuyến điều khiển giao thông bằng đảo tam giác dẫn hướng và đảo vòng xuyến, kết hợp cải tạo một đoạn quốc lộ 18 trong phạm vi nút giao nhằm giảm sự xung đột giữa các dòng xe ra vào. Trước cửa và mỗi nhánh đường dẫn bố trí đảo tam giác dẫn hướng, phân cách dòng nhập và dòng tách ra khỏi nút. Tại hội nghị, sau khi nghe đơn vị tư vấn thuyết trình dự án, các đại biểu đều đồng tình cao với chủ trương của thành phố quyết tâm triển khai dự án, làm tiền đề phát triển mở rộng không gian đô thị về phía Nam, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng Uông Bí trở thành đô thị loại 1. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh, đây là một trong những công trình động lực cần có quyết tâm chính trị cao, đây cũng là công trình sử dụng ngân sách nhà nước nên thành phố chủ trương giải phóng mặt bằng toàn bộ hai bên tuyến tạo quỹ đất sạch để tái định cư theo hướng đô thị văn minh đồng thời tiến hành đấu giá cấp quyền sử dụng đất tạo nguồn kinh phí thực hiện dự án trên cơ sở các ý kiến tham góp tại hội nghị thành phố sẽ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt sớm đưa dự án vào thực hiện